Anh chàng tên Ken này là một người rất táo bạo. Chị họ Naoko nói mình sắp kết hôn thì Ken rủ Naoko lên chiếc xe buýt này. Sau đó bọn họ trùng một chiếc khăn lên quần rồi thoải mái móc cua nhau một cách lén lút để tạo cảm giác đầy kích thích. Ken nói chị có thể thoải mái tè ra quần nếu thích. Đã có chuyện gì xảy ra đối với mối quan hệ của bọn họ vậy? Hãy cùng Mazuko tìm hiểu nhé. Trước khi bộ phim bắt đầu, mình chống chỉ định thanh niên nghiêm túc xem bộ phim này nhé. Bầu trời hôm nay trong xanh, làn gió êm dịu làm con người ta cảm thấy rất thoải mái. Ken không có gì làm nên cậu đi câu cá. Bất ngờ Ken nhận được cuộc điện thoại từ bố. Ông gọi cho cậu nói hãy về quê vì chị họ Naoko của cậu sắp kết hôn. Khi nghe đến cái tên Naoko, trong lòng của Ken cũng có chút suy nghĩ. Ken nghe lời bố lập tức trở về. Buổi sáng Ken còn chưa dậy thì đã nghe tiếng chuông cửa vang lên. Người đến thăm cậu chính là Naoko. Đã nhiều năm không gặp, Naoko ngạc nhiên khi thấy hình dáng của Ken rất khác với ngày xưa. Naoko đến đây để thăm căn nhà cũ này. Naoko và Ken là hai chị em họ. Hồi xưa khi mẹ của Naoko và Ken còn sống thì hai gia đình bọn họ đều sống ở đây. Nơi này thật nhiều kỷ niệm với Naoko vì nó gắn liền với tuổi thơ, có những chuyện vui và cả những chuyện buồn. Kể từ khi mẹ của Naoko mất thì cũng đã hơn 10 năm rồi cô mới quay lại đây. Naoko chủ yếu toàn nói chuyện nhà chuyện cửa rồi cả chuyện ngày xưa. Nói chuyện được một lúc thì Naoko kéo Ken đi thăm làng xem những thay đổi ở đây. Nhưng thật ra Naoko rủ cậu đi mua TV cùng mình vì cô sắp chuyển đến nhà mới cùng chồng. Ken tức điên khi biết Naoko lợi dụng mình để giúp cô mua TV cho nhà mới. Khi xong việc, Naoko rủ Ken tới một quán ăn. Ken hỏi thăm tình hình của Naoko đang làm gì, thì Naoko nói mình đang làm thư ký cho giám đốc. Công việc nhàm chán và cô thường xuyên phải đi tiếp khách cho sếp. Ken hỏi một câu khá vô duyên với Naoko rằng tiếp khách là đi đóng gạch ký hợp đồng hả chị, thì Naoko lặng im không nói câu nào. Sau khi ăn xong, hai người bọn họ cùng nhau trở về. Trên xe Ken hỏi về chồng sắp cưới của Naoko là người thế nào thì cô chỉ giới thiệu qua loa mà thôi. Về tới nhà của Naoko, đây là căn nhà mà Naoko đang ở. Chỉ 5 ngày nữa cô cũng không sống ở đây nữa mà sẽ chuyển lên nhà mới ở với chồng. Ở đây Naoko nấu đồ ăn cho Ken rồi nói mình lên gác làm chút việc. Ken ngồi mãi mà không thấy Naoko đâu liền lên gác để tìm. Thì ra là Naoko đã ngủ quên mất, thế mà cứ để Ken ngồi một mình. Ở trong phòng của Naoko, cô nói có thứ cần chia sẻ với Ken. Naoko mở quyển album ảnh ngày xưa chụp cùng Ken ra. Đó là những bức ảnh đóng gạch ngày xưa bọn họ chụp cùng nhau làm kỷ niệm. Năm đó khi hai người đều 17 tuổi nhưng đã vượt qua giới hạn, từ bỏ mối quan hệ họ hàng để tiến tới tình yêu. Naoko nói ngày xưa thích nhất cảm giác bị Ken bắt không cho mặc đồ lót rồi ra đường đi chơi, còn cả cảm giác hai người lén lút đóng gạch với nhau trong trung tâm thương mại nữa. Naoko hỏi Ken có muốn làm một nháy để ôn lại kỷ niệm không, thì Ken nói hãy để quá khứ ngủ yên. Naoko nói rất nhớ cơ thể của Ken, nếu được hãy để cô chén cậu thêm một lần nữa. Sau đó hai chị em bọn họ tới căn nhà mà chồng Naoko mới mua. Căn nhà này trị giá 50 triệu yên lận, nội thất trong căn nhà cũng rất ngăn nắp làm cho Ken không khỏi ngưỡng mộ. Đã thế căn nhà này còn có thể nhìn thẳng ra được núi Phú Sĩ. Khi đang xem truyền hình, Naoko bất ngờ lên cơn thèm đóng gạch, cô bắt Ken phải ngồi cạnh mình. Sau đó Naoko sờ bộ ấm chén của Ken. Bố mày nhịn mày hơi lâu rồi đấy, con thú trong Ken bắt đầu trỗi dậy, cậu móc con cua của Naoko. Ken sử dụng hết 72 tuyệt kỹ đóng gạch siêu cấp của mình lên cơ thể của Naoko. Sau đó cậu bắn nhoi nhoét sữa chua vào mặt của bà chị họ. Sau khi đóng gạch xong, hai người lại rủ nhau đi ăn. Naoko nói mình sắp kết hôn, cô sẽ cho Ken 5 ngày thích làm gì với cơ thể của cô thì làm. Cô nói cảm giác đóng gạch khi nãy thật tuyệt vời. Naoko rủ Ken hãy cùng nhau vượt qua ranh giới một lần nữa để đến với cảm giác khoái cảm cực hạn. Ken cũng đồng ý với Naoko. Cậu nói thêm chị em chúng ta chỉ làm nốt lần này thôi rồi mỗi người sẽ có một cuộc sống riêng nhé. Những ngày sau đó, bọn họ sống chung với nhau như những cặp tình nhân yêu nhau mặn nồng khác. Bọn họ đóng gạch với nhau nhiều đến nỗi bộ ấm chén và cái lò nướng đều sưng lên vì ma sát quá nhiều. Ken hỏi khi nãy mình bắn sữa chua bên trong lò nướng của chị có sao không? Thì Naoko nói nếu chúng ta cùng có một đứa con chẳng phải như vậy là điều rất tuyệt vời hay sao? Có thể nói Naoko là một bà chị họ nốn lừng, sẵn sàng làm việc sai trái với chồng sắp cưới chỉ để thỏa mãn nhu cầu của bản thân. Hôm sau Ken đi ngắm tranh, cậu chỉ thích bức ảnh núi lửa phun trào mà thôi. Có lẽ bức ảnh đó hợp với hoàn cảnh Ken lúc này, lúc nào cũng bị bà chị họ vắt kiệt sữa chua phun trào mọi lúc. Tối hôm đó, lò nướng của Naoko đột nhiên đau thắt, chắc chắn là do bọn họ đã đóng gạch với nhau quá nhiều khiến cho lò nướng quá tải. Ken đã dành cả đêm để xoa bóp cho cái lò nướng. Sự quan tâm này của Ken chắc hẳn không chỉ xuất phát từ đóng gạch, có lẽ Ken rất yêu chị họ của mình, nhưng thật đáng tiếc khi bọn họ sinh ra đã là chị em họ với nhau. Naoko cũng nói mình rất yêu Ken, nếu được sống thêm một lần nữa, cô ước bọn họ không phải là họ hàng với nhau. Ngày hôm sau, bọn họ cùng lên xe buýt để đi dã ngoại. Ken lấy chiếc khăn đặt lên đùi của Naoko, sau đó cậu móc cua một cách đầy lén lút khiến con hầu của Naoko ướt nhẹp. Đây là cảm giác lén lút tuyệt vời khi cả hai cùng làm công khai, chỉ hai người biết mà những người xung quanh không biết. Tại khu lễ hội, hai chị em cảm thấy chương trình này thật sự không hứng thú. Trong đầu của bọn họ chỉ toàn là chuyện đóng gạch,
Thế nên Naoko đã cùng Ken tới một quán rượu gần đó để nói chuyện. Ken nói hôm nay đã là đêm cuối cùng rồi, liệu rằng chị em chúng ta có thể cùng nhau bỏ trốn được không? Naoko nói nhưng tôi còn phải lấy chồng, nếu tôi bỏ trốn cùng cậu thì cậu sẽ lấy tôi chứ? Ken bật chế độ im lặng như chưa từng nghe thấy chuyện gì. Ken ban đầu đã từ chối mối quan hệ gian xảo díu díu mập mờ này, thế nhưng đến hôm cuối cùng chính cậu là người không dứt ra được. Còn Naoko giống như một người đàn bà đảm đang, cô không cần biết việc mình làm có sai trái hay không, chỉ cần con hàu của cô được thỏa mãn thì mọi chuyện không còn quan trọng nữa. Đêm hôm đó, Naoko và Ken lại nằm với nhau, đây sẽ là đêm cuối cùng mà bọn họ bên nhau, ngày mai Naoko sẽ phải đi lấy chồng. Naoko nói với Ken về những tức muối của cô về mối quan hệ của bọn họ. Cô vẫn luôn nói giá như chúng ta không phải chị em họ thì tốt biết mấy. Cô cũng chia sẻ rằng khi lên Tokyo làm việc, cô đã bị sếp mình bắt đi tiếp khách, lương dù rất cao nhưng cô đã phải đóng gạch với cả ngàn gã đàn ông khác nhau. Ngày hôm sau, Naoko đã rời đi đúng như những gì cô đã nói. 5 ngày qua đối với cả Ken và Naoko đều rất đẹp đẽ, bây giờ Naoko đã là vợ của người ta rồi. Còn Ken thì cũng đã hơn 30 tuổi mà không có một người bên cạnh yêu thương. Bất ngờ ngay sau hôm cưới, Naoko lại gọi cho Ken, Naoko nói chúng mình đã bị phát hiện rồi. Thì ra Naoko nói thế để dụ Ken đến đây mà thôi. Cô biết Ken rất thích tranh nên đã gọi cậu đến để tặng cho bức tranh quý giá này. Naoko nói đã nghĩ lại rồi, sau 5 ngày ở bên cạnh nhau, chúng ta không làm người tình nữa thì vẫn là chị em họ với nhau. Tại sao chúng ta lại phải tránh mặt nhau cả đời cơ chứ? Sau đó Naoko đưa Ken đi chơi, trông bọn họ có vẻ đã sẵn sàng trở thành chị em họ đúng nghĩa rồi. Naoko hỏi Ken một lần nữa đã chắc chắn muốn làm chị em họ chưa? Cô cũng chia sẻ rằng Ken đã đoán đúng khi làm thư ký cho giám đốc. Ngày nào cô cũng phải đi đóng gạch với đối tác để kiếm hợp đồng về cho công ty. Thế nên đối với Naoko mà nói thì việc đóng gạch là hết sức bình thường. Đằng nào cũng phải đóng gạch để sống, Naoko hy vọng có thể đóng gạch với người mình yêu đó chính là Ken. Từ đầu phim đến giờ, Naoko khi được hỏi về chồng của cô thì Naoko luôn tránh né. Chắc hẳn người chồng này không mang lại cảm giác hạnh phúc cho Naoko, hoặc ông chồng này là một trong những đối tác của công ty Naoko mà cô đành phải cưới mà thôi. Dù đã kết thúc 5 ngày ăn nằm với nhau, Ken biết là sai nhưng con thú của anh trỗi dậy, Ken lại đóng gạch chị họ mình công khai trong con hẻm nhỏ. Tình cờ bọn họ bị đám học sinh chụp ảnh lại được, đúng là mất hứng quá đi mất. Thế là sau đó, Ken đã cùng Naoko bỏ trốn, bọn họ bỏ qua những luân thường đạo lý để đến với nhau. Đối với bọn họ chỉ cần có tình yêu là đủ, còn các thứ khác có hay không có không quan trọng. Ken là một người có lý trí, ngay từ đầu đã từ chối nhưng khi bị dụ dỗ đến việc đóng gạch, mọi lý trí của anh chàng đều đã tan biến hết. Bộ phim đến đây là kết thúc mất rồi, bộ phim này là câu chuyện hoàn toàn có thật, câu chuyện trên truyền tải cho chúng ta biết được nếu chúng ta bị rơi vào hoàn cảnh luận loan này sẽ không thể thoát ra được. Dù chúng ta rất có lý trí nhưng nếu đóng gạch cùng huyết thống xảy ra nó sẽ không bao giờ chấm dứt. Trên đời này có những thứ chúng ta không nên thử và hãy sử dụng lý trí của mình để vượt qua cám dỗ các bạn nhé. Mazuko cảm ơn các bạn đã xem bộ phim tới đây. Nếu thấy hay đừng quên cho mình một like để ủng hộ cho chúng mình nhé. Bye bye!